chào các bạn và mọi người nha. Hôm nay mình quay hai chiếc máy cắt nè các bạn ơi. DC105X hai chiếc chạy chung luôn các bạn. Quả đã rồi. Dịp mai hiếm có luôn các bạn ơi. Mình cũng kiếm lâu lắm rồi mới gặp nè các bạn. Hai chiếc 105 chạy chung. Với thêm một chiếc 70 bên đó nữa cũng chung một chủ luôn các bạn ơi. Quá đã luôn. Chiếc 70 bên đó luôn đó các bạn. Chiếc này mà chạy chung cái một ngày biết nhiêu đất trời. Quá. Kéo chạy siêu tốc luôn. Quá là đất sập mà máy này chạy cũng phao quá các bạn ơi. Máy phun gơm quá đẹp luôn các bạn.
cũng gom cái chải điều hết luôn. Quay chiếc DC-105X đang cắt lúa nha các bạn. Bây giờ trời giữa trưa đang nắng quá các bạn ơi. Cái máy này mình quay cái máy nó nóng quá, nó không cho quay. Cho nên mình kiếm cái cây mình dựng, mình che nắng đỡ để quay nè các bạn. Sẵn nha, mình mình quay cho các bạn xem cái này các bạn. Thấy không? Đó, mình dựng cái tờ vậy đó. Để mình ngồi mình núp cho nó mát tí xíu. Đang cùng quay. Cái máy nó không có nóng. Nó không nóng thì nó mới cho quay. Máy nóng nó không cho quay.
cái đít phúng gom chảy ra hết trơn luôn ha các bạn đấy. Trong vườn nó có một chiếc DC-70 đang chạy chóng. Cặp bên hông bên đây cũng có một chiếc DC-105X đang chạy luôn nè các bạn. Bữa nay là chạy bộ 3 ở đây đó các bạn.